5 điều lạnh gáy chỉ nên xuất hiện ở Trung Quốc. Từ xa xưa thì Trung Quốc vốn nổi tiếng với những phong tục văn hóa đa màu sắc, mang tính chất giáo điều hà khắc. Đi cùng với đó là những nét độc đáo với kỳ quan, thơ ca và cả con người nơi đây nữa. Những yếu tố đó thì tạo nên một Trung Quốc với tiếng vang lớn trên khắp thế giới. Với những chỉ số kinh tế luôn đứng trong top đầu thì có thể nói đây là một quốc gia đầy giàu mạnh, phát triển bậc nhất. Tuy nhiên là bên trong những gì tân tiến hiện đại vẫn luôn tồn tại những điều kỳ lạ mà khi nhắc đến khiến chúng ta mắt chữ O, mồm chữ A. Vậy thì đó là gì? Hãy cùng tất cả đến với video siêu đáng sợ ngày hôm nay. Ở vị trí thứ 5, chúng ta sẽ đến với tam giác quỷ Bermuda, nhưng mà ở Trung Quốc. Khi mà nhắc đến tam giác Bermuda thì mọi ký ức về những vụ mất tích bí ẩn của tàu thuyền, máy bay cũng được gợi lên theo. Cứ ngỡ địa điểm bất thường như vậy chỉ có một thôi, thế nhưng trên thế giới vẫn còn vài địa điểm như thế, và ở Trung Quốc cũng tồn tại đến 3 điểm bí ẩn. Chỉ cách Thượng Hải có 160 hải lý, tại chính vùng biển này đã xảy ra tai nạn thảm khốc giữa tàu chở dầu Sanchi của Panama và tàu chở hàng Crypto của Hồng Kông vào tháng 1 năm 2018. Cú va chạm khiến tàu Sanchi bốc cháy và trôi ra trên biển hơn một tuần, lấy đi sinh mạng của 32 thủy thủ đoàn. Tai nạn trên đã phần nào khẳng định sự nguy hiểm và bí ẩn của vùng biển phía nam của Trung Quốc. Bởi khi nhìn vào những dữ liệu được lưu lại trong quá khứ, chỉ riêng trong năm 2016 thôi, hơn 34 tàu, thuyền đã gặp tai nạn và mất tích ở khu vực này. Dù là vẫn còn rất nhiều tranh cãi về những vụ tai nạn, nhưng mà sự thật thì vẫn chưa được khẳng định, khiến cho không ít người dùng mình khi nghĩ về nó. Cùng tọa lạc tại một tọa độ 32,48 độ phía bắc của đường xích đạo, hồ Poyang ở tỉnh Giang Tây cũng nổi tiếng với những vụ mất tích bí ẩn không kém thì tam giác quỷ Bermuda. Theo những gì được kể lại trong lịch sử vào năm 1945, khoảng thời gian Thế chiến thứ hai đang đến hồi kết thúc, tàu vận chuyển Kobe của quân đội Nhật Bản đang trở về nước. Thời tiết hôm ấy rất là đẹp và quang đãng, nhưng mà khi đi ngang qua vùng hồ Poyang, trời bỗng tối sầm lại. Một cơn thủy triều dữ dội cuộn lên, nhấn chìm tất cả mọi thứ xuống nước. Rồi sau đó bầu trời lại quang đãng. Nếu điều đó chưa làm bạn cảm thấy kỳ quái và sợ hãi, thì ngay vào buổi sáng ngày hôm sau, chính phủ Nhật Bản đã gửi một đội tìm kiếm được huấn luyện kỹ càng đến viện trợ, với người đứng đầu là đại tá Tomohisa. Sau khi xác định được vị trí chiếc tàu chỉ cách mặt nước khoảng 30m, họ nhanh chóng lặn xuống. Để rồi tối hôm ấy, tất cả mọi người đều trở về tay trắng. Không tìm kiếm được gì, cũng chẳng còn một ai trên thuyền sống sót. Riêng đại tá Tomohisa thì trở lên với một khuôn mặt trắng bệch, tay chân run rẩy và cổ họng như bị tắc nghẹn lại, không nói lên lời nữa. Về sau các bác sĩ đưa kết luận rằng ông đã bị rối loạn thần kinh. Cho đến tận bây giờ, điều gì thực sự xảy ra dưới đó vẫn còn là một bí ẩn. Liệu là việc hồ Poyang có cùng tọa độ với tam giác Bermuda chỉ là một sự trùng hợp, hay là do một thế lực siêu nhiên nào khác? Ngoài ra thì không phải tự nhiên mà một vùng đất thuộc tỉnh Từ Xuyên cũng được gọi là cấm địa. Người ta đã ghi lại vô vàn hiện tượng kỳ bí xảy ra tại đây, như là sương mù lúc nào cũng dày đặc, la bàn chuyển hướng và những vụ mất tích không dấu vết. 4. Âm thanh quái đản. Vào cuối tháng 7 năm 2020, trên mạng nổi sóng với những clip hàng nghìn người dân tụ tập ở làng Kiên Cường, thị trấn Tú Thủy, huyện Uy Ninh, thành phố Tất Tiết, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, để nghe và tìm hiểu về những tiếng kêu lạ rất là vang, gần giống tiếng bò kêu. Tiếng kêu bắt đầu phát ra vào ngày 1 tháng 7. Vào ngày 2 tháng 7, một người dân địa phương đã xác nhận với tờ Echo Time rằng nhiều tiếng kêu lớn như tiếng bò trong hang động vậy. Ông này cho biết tiếng kêu lạ bắt đầu vào ngày 26 tháng 6. Trong 2 ngày qua, hàng chục nghìn người, bao gồm cả chuyên gia, phóng viên truyền thông và các quan chức đã đổ xô lên núi để chứng kiến. Ông cho biết, nó kêu từ buổi trưa đến buổi chiều, rồi ngày nào cũng kêu. Tiếng kêu nghe thì cũng rất là đáng sợ, trong làng đang hoảng loạn, mọi người không dám đi qua khi có ít người. Người dân này nói tiếp, người dân địa phương không dám sống gần đó, mà sống ở nơi khác. Tiếng kêu thì rất là lớn, thỉnh thoảng tôi có thể nghe thấy nó giống như tiếng bò kêu vậy. Người dân bàn tán xôn xao trên mạng xã hội và cũng xuất hiện rất nhiều clip ghi âm những tiếng kêu lạ. Có người cho là bò giống, hổ gầm, thậm chí là có người cho là tiếng rồng kêu. Cũng có người thậm chí cho rằng đó là dấu hiệu cảnh báo động đất. Lại có người nói tiếng kêu này giống như tiếng kêu khủng long vậy. Âm thanh dị thường váng động khiến cho hàng nghìn người thất kinh. Dù là gì thì nó gợi lên dự cảm chẳng lành, nhất là khi thiên tai khi đó đang dồn dập ập đến khắp nơi Trung Quốc. Với nghi ngờ là tiếng kêu lạ của tiếng rồng hoặc tiếng hổ gầm. Và ở vùng Quý Châu Trung Quốc, loài hổ đã bị tuyệt diệt từ rất lâu rồi, nên khó khả năng là tiếng hổ gầm được. Hơn nữa tiếng hổ kêu gầm gừ cũng không to và vang đến như vậy. Nhưng mà cho đến tận ngày nay,
vẫn chưa thể nào tìm ra lời giải thích cho hiện tượng trên. 3. Sâu tử thần. Sâu tử thần ở miền nam sa mạc Gobi, Mông Cổ, được các bộ lạc du mục gọi là Anhoi Khorkhoi hay là sâu ruột đầy máu. Nó tức là một sinh vật bí ẩn, có hình dáng giống như rắn vậy. Trông nó chẳng khác thì một khúc ruột bò sống, dài độ 0,6 đến 1,5 mét, béo mập màu đỏ tươi. Có những đốm hay mảng đen ở trên người, đầu và đuôi thì có những chiếc gai. Một số người Mông Cổ địa phương đã kể những câu chuyện ly kỳ về nó. Chẳng hạn như khả năng phun ra chất độc axit màu vàng có thể gây chết ngay lập tức qua tiếp xúc. Và ghê gớm hơn nữa là nó có khả năng giết chết đối phương từ xa bằng một luồng điện siêu mạnh. Sâu tử thần được nhắc đến lần đầu tiên vào năm 1926 trong cuốn sách của giáo sư người Mỹ Roy Chapman có nhan đề là Trên đường đi tìm người cổ đại. Sau khi mà ông được tham dự một cuộc họp của các quan chức Mông Cổ với các báo cáo miệng mô tả rất hùng hồn và đầy chi tiết về con sâu này, mặc dù là ông vẫn chưa được thấy nó. Nếu mà tới sa mạc Gobi, bạn sẽ được nghe nhiều người kể câu chuyện sau đây. Một cậu bé đang chơi ngoài trời với chiếc hộp màu vàng. Một con sâu âm thầm bò vào trong hộp. Cậu bé đưa tay sờ nó và chết ngay lập tức. Theo dấu vết ngoằn nghèo trên cát để lại, cha mẹ cậu bé biết chuyện gì đã xảy ra và quyết tâm đi tìm con sâu để trả thù. Nhưng mà thay vì giết được nó, họ thì cũng đã bị giết chết. 2. Hồn ma ở hồ sen. Một trong khu vực nổi tiếng nhất tại trường Đại học Trung văn Hương Cảng là hồ Ad Excellentiam, tên được gọi là hồ sen. Hồ này được xây dựng vào những năm 1960 và được cho là nơi kết thúc của một chuyện tình đã bị ngăn cấm đầy bi kịch. Theo lời kể thì một cô gái đã đến hồ chờ người yêu để cùng nhau bỏ trốn. Tuy nhiên là chàng trai không xuất hiện như đã hẹn và cô gái đã nhảy xuống hồ tự vẫn vì quá đau buồn. Mọi việc xảy ra khi hồ này tràn ngập hoa sen nở rộ, loài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp và tâm linh. Người ta vẫn đồn rằng hồn ma cô gái thi thoảng hiện về giữa đêm và hỏi giờ những ai đến gần. Tuy nhiên có một điều luật bất thành văn mà nhiều người đồn đại là nam giới thì không được trả lời nếu mà không muốn bị hồn ma này nắm tay và kéo xuống nước. 3. Ở vị trí đầu tiên trong video thì đó chính là câu chuyện về đám cưới ma. Đám cưới ma được cho xuất hiện từ thế kỷ 17 trước công nguyên và rầm rộ vào đời nhà Tống. Theo nhiều lời lan truyền, con trai của Tào Tháo là Tào Sung không may thì đã chết sớm. Tào Tháo thương con và đau xót, chưa được gả vợ cho quý tử. Vì thế ông mới tìm kiếm một tiểu thư để lấy làm vợ cho con trai. Nhà họ Châu cũng có cô con gái không may qua đời khi tuổi đang xuân. Tào Tháo đã quyết định đến và đặt vấn đề gia đình. Cuối cùng đám cưới giữa hai người đã mất được diễn ra như bình thường. Tục lệ này đã có khoảng 3.000 năm nay và đến ngày nay ở một số nơi như Sơn Tây, Hà Nam, Thiểm Tây thì vẫn còn tồn tại. Người ta quan niệm rằng những nam thanh niên chưa vợ mà không may qua đời là một điểm xấu gia đình. Khi ấy vong linh sẽ cô đơn và quấy nhiễu, ám ảnh gia đình cả đời. Chính vì thế để người đã khuất được yên nghỉ, gia đình sẽ phải cưới vợ cho họ. Nhiều gia đình dùng tượng cô dâu y như thật, tổ chức đám cưới và chôn cất cạnh thi thể. Tuy nhiên một số nơi lại cho rằng minh hồn thì nhất định phải là người thật. Những cô gái chết trẻ được đào mộ lên tắm rửa, mặc quần áo cô dâu và tổ chức đám cưới. Sau đó thì cả hai mới được chôn cất cùng nhau. Đám cưới ma cũng được tổ chức khá là cầu kỳ, theo đúng lễ nghĩa, cỗ bàn thịnh soạn, dặm ngõ. Bạn bè người thân của cô dâu chú rể thì cũng được mời tới và chúc mừng như một đám cưới bình thường. Chính phủ Trung Quốc đã cấm hủ tục này từ năm 1949, dù vậy ở một số nơi vẫn còn diễn ra tục lệ đáng sợ trên. Chính vì vậy, tình trạng đào mộ trộm xác xảy ra ngày càng nhiều. Giá tiền một tử thi phụ thuộc vào tình trạng phân hủy. Một xác chết được bảo quản tốt dùng cho hủ tục này có giá lên tới 100.000 nhân dân tệ, tức là hơn 16.000 đô. Các tử thi mới trung bình khoảng 15.000 đô cho một cô dâu. Thậm chí là còn diễn ra nhiều tình trạng thương tâm hơn chỉ vì lợi nhuận tiền bạc làm cho mờ mắt, như là chồng giết vợ để lấy xác bán cho những đám cưới ma. Nhiều gia đình thì đã nghĩ ra cách để bảo vệ thi thể người thân như là xây mộ ngay cạnh nhà, xây mộ bằng bê tông, lắp camera an ninh. Luật pháp nơi này cũng có hình phạt 3 năm tù cho những kẻ trộm tử thi, nhưng mà tình trạng trên thì vẫn diễn ra. Bên cạnh đó, nơi đây thời xa xưa có khá nhiều hủ tục đáng sợ khiến cho nhiều người tò mò, nhờ tục lệ bó chân gót sen, tục lệ một vợ nhiều chồng. Đúng là chết rồi cũng không yên thân mà. Không chỉ là năm đều trên mới làm nên quốc gia với nhiều câu chuyện và hiện tượng kỳ lạ,
mà còn rất nhiều những điều khác như là cương thi, tục nuôi cổ trùng mà Taka đã nhắc đến trong những video trước nữa. Các bạn có thể tìm kiếm xem lại để hiểu hơn nhé. Đến đây thì video ngày hôm nay cũng kết thúc mất rồi. Đừng quên bấm like, share và nhớ là subscribe Taka Channel ngay lập tức.